người đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phần intro và cũng như là cái phần đệm hát của cái bài 22 của ca sĩ Amy. Và bài sáng tác bài này là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đó. Thì mình thấy là nhạc của anh Hứa Kim Tuyền thì lúc nào cũng hay hết mọi người. Và bài hát này cũng khá là ý nghĩa và nó cũng khá là dài nha. Nhưng mà mọi người biết không, nó dài nhưng mà kiểu cái giai điệu nó giống nhau á mọi người. Giai điệu của mỗi đoạn nó giống nhau, nó chỉ giống như là nó kể về một câu chuyện á. Cái bài hát này nó giống như là kể về một câu chuyện, cho nên là thường thường thì nó dài đó, nhưng mà cái giai điệu nó sẽ rất là giống nhau và cái hợp âm hiện nó cũng rất là dễ. Cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái bài hát này để mọi người theo trend, để mọi người có thể đệm hát bài này nha. Cái bài này thì hôm nay chúng ta sẽ chơi vào cái tông rê trưởng. Thì nếu như mà chơi theo cái tông của Amy á thì có thể là kẹp lên capo ngăn 1 hoặc là ngăn 2. Đó. Nhưng mà hôm nay thì mình chơi là không có capo. Bài hát này á chỉ có 4 hợp âm thôi mọi người. Cuối cùng mình cũng tìm ra được một bài hát mà chỉ có 4 hợp âm thôi mọi người. Đó, đầu tiên sẽ là hợp âm rê trưởng. Hợp âm son trưởng. Hợp âm si thứ và hợp âm la trưởng. Rồi, ở đây trong cái hợp âm si thứ á, thì mọi người chặn cho mình ngăn 2. Nhưng mà lưu ý là mình chỉ cần chặn 5 giây thôi là đủ rồi. Và ngón giữa của mình nè, ngón giữa của mình sẽ đặt ngay ngăn 3, dây số 2. Và lần lượt ngón áp út vận út sẽ đặt vào dây số 4 và dây số 3 ở ngăn số 4. Như thế này. Đó. Nhưng mà quan trọng là cái con trỏ của mình á là mình chỉ cần chặn 5 giây thôi mọi người, không cần chặn hết 6 giây đâu, chơi cho nó cực ha. Chặn 5 giây thôi. Còn đây là hợp âm si thứ. Đó, còn la trưởng thì quá dễ rồi. Nhưng mà la trưởng thì khi mà mọi người bấm la trưởng thì mọi người có thể nghiêng cái tay qua về phía bên đây chút xíu nè ha, để cho ba cái ngón này nó vô 3 giây số 4, số 3 và số 2 ở tại ngăn 2, thì đây là hợp âm la trưởng. Mình thấy có nhiều bạn á, mình thấy có nhiều bạn là hay chặn vậy lắm nha. Nhưng mà chặn vậy là sai nha mọi người. Nó chỉ đúng trong cái trường hợp mà mọi người không có đàn dây số 1 thôi. Còn hợp âm la trưởng thì dây số 1 của nó vẫn là dây buông, vẫn là cái nốt bi. Còn nếu như mà mọi người chặn như vậy á, có nghĩa là mọi người đã bấm luôn cái nốt pha thăng ở đây rồi thì nó là sai nha, nó không phải là hợp âm la trưởng nha mọi người. Rồi, bài hôm nay thì chúng ta chỉ có 4 hợp âm thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn cái phần intro ha. Phần intro thì rất là dễ. Trước khi mà mình qua cái phần intro thì bắt đầu mình làm quen với cái tay phải trước nha. Rồi, tay trái của mình sẽ bấm hợp âm rê trưởng cho nó dễ nha. Rồi, cái phần intro á, cái điệu mà để mình dạo intro nó cũng sẽ giống cái điệu mà mình sẽ đệm hát luôn. Nó sẽ như thế này nha, mình đàn cho mọi người xem nè. Chỉ đi 4 hợp âm rê trưởng, son trưởng, si thứ và la trưởng. Đó, nó chỉ có 4 hợp âm vậy thôi và mình sẽ đi 2 tăng. Đó, có nghĩa là mình sẽ đi 2 dòng. Nó y chang nhau thôi và mình sẽ làm quen với lại cái cách bên tay phải trước nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ bấm hợp âm rê trưởng trước nè. Mọi người chỉ cần việc là mình sẽ móc cùng một lúc 4 dây. Trong đó sẽ có dây bass và 3 dây số 3, 2, 1. Đó, gộp lại thành 4. Có nghĩa là mình sẽ móc cùng một lúc 4 dây, gồm dây bass và 3 dây 3, 2, 1. Đó, mình móc lên, móc thẳng lên đi luôn. Rồi mình sẽ đạp vô, móc lên rồi đạp. Móc, đạp, móc, đạp rồi chuyển hợp âm. Móc, đạp rồi chuyển hợp âm. Nè, mình chuyển từ rê trưởng qua son trưởng cho mọi người xem nha. Móc, đạp, chuyển hợp âm. Nó chỉ có vậy thôi á mọi người. Và cái trong cái phần lời bài hát của mình thì mình cũng sẽ sử dụng cái cách này để mình đệm luôn. Ở đây nói về cái tên điệu này là điệu gì thì mình không có biết. Giống như là bây giờ á mọi người, tại vì đệm hát á thì thường thường người ta sẽ chơi theo kiểu ngẫu hứng rất là nhiều. Cho nên là mình để nói là bài này điệu này, bài này điệu kia thì nó hơi bị khuôn khổ quá. Cho nên là thường thường mọi người thường theo chơi theo kiểu ngẫu hứng, thường theo chơi theo kiểu gọi là gì, cảm âm của người ta. Cho nên là cũng không có một chính xác một cái điệu gì đâu mọi người. Rồi, 2, 3.
chỉ cần móc, đập rồi một cái mình chuyển hợp âm một cái thôi, làm y chang vậy, rồi chuyển hợp âm khác nè. Đó. Re, son, si, la. Re, son, đập, si, đập, la. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Móc, đập, móc, đập, móc, đập, móc. Đó, mình sẽ làm hai tăng. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên tay trái nha, tại vì cái khúc mà ngay hợp âm re trưởng mình sẽ có một cái nốt luyến như thế này. Đó, mọi người nghe không? Đó. Đó, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người luyến kiểu đó nha. Bây giờ mình lại qua tay trái nha. Rồi, bây giờ mình đã lộn mèo qua bên tay trái rồi nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cái luyến cái hợp âm re trưởng đó nha. Rồi, đầu tiên á là mình sẽ bấm cái hợp âm re trưởng trước. Thì cái nút luyến ở đây mình luyến đó chính là cái nút mi qua pha thăng á mọi người. Đó, có nghĩa là mình bấm dây buông số 1, sau đó mình sẽ gõ, mình sẽ lấy cái ngón giữa của mình gõ vô cái ngăn số 2. Đó. Cũng là dây số 1 luôn. Đó, đó, thì cái mà cái nút mà mình luyến sẽ là cái nút này. Đó, đầu tiên tay mình sẽ đặt vô hợp âm re trưởng nè ha. Rồi, bây giờ khi mà nãy mình chỉ có mọi người là mình móc rồi đập đúng không? Thì mình sẽ buông cái ngón giữa ra trước nè. Đó, có nghĩa là khi mà mình móc xong á thì mình sẽ lấy cái ngón giữa mình gõ vô cái chỗ ngăn 2 dây số 1 này. Móc lên nè, móc. Đó. Khi mà mình móc cái tay phải á, mình móc 4 dây lên thì cái ngón giữa của mình nó không có bấm vô cái dây số 1 nha. Khi mà mình móc rồi á thì mình mới lấy cái ngón này mình bấm, mình ấn vô, mình gõ vô dây số 2, dây số 1 ngăn 2. Đó, dây số 1 ngăn 2 nha mọi người. Nè. Đó, bây giờ mình móc cùng một lúc 4 dây nè. Lưu ý nè, ngón giữa mình không bấm nha. Mình chỉ bấm hai ngón này thôi, chỗ hợp âm re trưởng á mọi người. Đây, re trưởng nè. Ha. Buông ngón giữa ra. Ok chưa? Bây giờ mình móc cùng một lúc 4 dây nè. Giống như hồi nãy mình nói nè. Móc, đập. Móc lên cái rồi gõ vô liền. Móc lên cái rồi gõ vô ngăn số 2 liền cho mình. Đó. Móc, luyến. Móc, luyến, đập. Móc, luyến, đập. Móc, luyến, đập. Đó, mình làm nhanh thì nó sẽ như thế này. Đó. Móc, luyến, đập. Chuyển hợp âm. Đập. Đó, nó chỉ có lúc luyến nó nằm ở ngay hợp âm re trưởng thôi mọi người. Còn ba hợp âm còn lại thì mình không có luyến gì hết. Rồi, thì đó là cái phần intro của cái bài này nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đệm hát bài này nha. Ở đây may mắn một cái là cái giai điệu bài này rất là dễ luôn á mọi người. Cho nên là mình nghĩ là mọi người ai mà mới chơi guitar thì cũng có thể tập được cái bài hát này. Ở đây cái bài hát này nó chỉ có lời bài hát là dài thôi, chứ giai điệu thì rất 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 là dễ. Và hợp âm cũng dễ luôn, bao gồm 4 hợp âm như hồi nãy mình đã giới thiệu. Rồi bây giờ mình sẽ đàn cái phần intro 2 lần. Và cái giai điệu mà để mình đệm hát á, nó cũng y chang như cái phần intro luôn. Rồi, mọi người chưa hiểu đúng không? Bây giờ chưa hiểu thì để mình làm nè. Rồi, ở đây mình đã có kẹp capo ngăn 1 để cho nó phù hợp với lại giọng của mình. Mình nghĩ là có thể kẹp capo ngăn 1 hoặc là ngăn 2 ha. Rồi, intro. Có
nghĩa là cái giai điệu, cái phần intro mình nó cũng sẽ y chang như cái giai điệu khi mà mình đệm hát luôn. Và cái giai điệu này có thể là mình sẽ đi hết bài hát cũng được, nhưng mà đối với mình thì nó không dễ dàng như vậy đâu mọi người. Mình sẽ không cho mọi người tập dễ dàng như vậy đâu, và mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách đệm này ở trong cái video sau. Và tạm thời thì mọi người hãy cứ tập cái phần intro và đem cái giai điệu này vô cái bài hát của mình, vô những cái đoạn đầu tiên, những cái đoạn mà giống giống vậy á, ví dụ như là câu đoạn 2 nè. Hãy làm điều mình tự hào, mẹ nói lúc con lên 10. Đừng làm điều mình ngần ngại, mẹ nói lúc con lên, lúc con 12. Đó, dù cho đôi lúc con sai đường và quên lối đi, trưởng thành là điều tuyệt vời, để từ sai ta học cho đúng. Đó, nó chỉ có 4 hợp âm thôi mọi người, mỗi câu 4 hợp âm, 4 hợp âm cứ đi như vậy hoài đó. Rồi, cái phần điệp khúc nè. Sau này năm con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh. Rồi, mình sẽ đánh nha, đánh cái phần này. Nhưng mà ở đây nè mọi người, nó sẽ có phiên khúc 1, phiên khúc 2, phiên khúc 3, phiên khúc 3, rồi điệp khúc, rồi gian tấu, rồi điệp khúc. Nói chung là bài hát này khá là dài, cho nên là mình nghĩ là cái đoạn đầu tiên thì mình mọi người cứ giữ cho mình cái giai điệu hồi nãy giờ mình đã hướng dẫn mọi người nha. Rê, son, si, la. Đó, cứ giữ cho mình cái giai điệu này đi ha. Xong rồi qua đoạn 2 thì mình mới bắt đầu, mình vô cái phần điệp khúc á, thì mình sẽ có một cái phần nó khác. Nó khác với đoạn 1 là mình sẽ đánh ha, để làm cho hai cái đoạn khác nhau, để cho người nghe cảm thấy nó, bài hát của mình nó không có nhàm chán. Và video ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi mọi người. Và mình nhớ là mình làm mở cái kênh dạy đàn này ra là từ hồi lúc dịch đó mọi người. Mình nghĩ là tới biển bây giờ là chắc cũng gần 1 năm hoặc là hơn 1 năm rồi. Và cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh YouTube của mình rất 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 là nhiều luôn á, thật sự. Và cái bài hát này mình sẽ chia làm hai video, giống như hồi nãy mình nói, cái video ngày hôm nay và cái video sau là mình sẽ hướng dẫn cho phần điệp khúc, cho nên là mọi người hãy nhớ đón xem nha. Và cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.